Vì sao hành giả nó niệm Phật mà không có đắc lực? Vì sao người đó niệm Phật từ 1 năm đến 3 năm người ta vãng sanh, mình niệm Phật 90 năm mình không vãng sanh? Lý do gì? Hôm nay chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi và giải nghi điều này, và bản thân chúng tôi cũng đã vướng phải chuyện này. Một số các vị tu niệm Phật 20 năm, 10 năm, 5 năm, 7 năm, bắt đầu mà chúng tôi vào cái việc mà niệm Phật từ rõ nhất là từ năm 1999, bắt đầu năm 2000. 20 năm vẫn chưa đắc lực, lý do gì? Mình không tìm ra được cái lý giải, thì chỉ có tổ ngài nói là chính xác, và mình nhìn lại mình thấy đúng vậy. Ngài nói như sao? Lắng nghe. Vì chúng ta chưa nhìn ra cái sự khổ, chưa nghĩ đến sự khổ và chưa thấy sự khổ, cho nên không phát bồ đề tâm dũng mãnh thề xuất ly sanh tử. Chỗ này cực kỳ quan trọng luôn. Quên sự khổ, không để ý đến sự khổ, và không chiêm nghiệm sự khổ và thấy đây là khổ, là chân lý. Có hai cái việc mà tổ sư Ấn Quang nói trong văn sao, đó là thứ nhất đó là chưa nghĩ đến cái chữ chết, thực sự thẩm thấu sự chết, cho nên niệm Phật không đắc lực. Thứ hai, chưa nghĩ và thấy đến sự khổ, cho nên chưa dũng mãnh tinh tấn đắc lực. Vì bọn phàm phu chúng ta trong cõi ta bà và bọn phàm phu mình không có cái khổ để mà thúc giục chúng ta, thì cái tâm bồ đề để cho nó tinh tấn, nó dũng mãnh, thì cái thiện căn mà để giúp cho nó tinh tấn dũng mãnh thì nó quá yếu. Chỉ có cái động lực đau khổ thúc đẩy là động lực này mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ mình đã qua khỏi cái động lực đó và nó chưa tới, chứ không phải là hết nha, không phải là hết. Đang ở trong cõi này là bát khổ, tam khổ, bát nạn, rình rập chờ đợi chúng ta. Không phải là hết đâu. Tạm bây giờ nó lắng xuống và để đó. Mình cứ nghĩ là yên phận rồi, không? Chưa. Vào trong liên thai về cực lạc thì mới gọi là yên phận. Ở cõi này nó thay đổi, thối chuyển liên liên. Bây giờ là con người, thì ngày mai chưa biết là con gì nè. Con người trong địa ngục hay con quỷ hay con súc sanh, chưa biết là con gì đây nè. Chiêm nghiệm nổi chỗ này không? Người mất là người khó, cực kỳ khó. Rớt vô tăng đồ dễ, cực kỳ dễ. Dễ vô mà khó ra. Chiêm nghiệm chỗ này. Con người mình nghiệp ác nặng giống như một quả chuông ngàn cân đang treo trên một cái sợi tóc dây thiện. Dây thiện này giống như sợi tóc, ngàn cân treo sợi tóc. Lắng nghe từng lời này. Quả ác quá cực kỳ nặng như quả chuông, nhân ác quá cực kỳ nặng như quả chuông, mà treo trên một sợi tóc thiện mong manh, ngàn cân treo sợi tóc. Sợi tóc này chịu không nổi. Điều thiện này quá ít, điều ác quá nặng. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ, nhân ác quả ác trả liền liền, tâm khởi lên điều thống khổ, thống hận quá lớn. Cho nên rớt vô ba đường ác dễ dàng như trở bàn tay. Người
ngàn cân treo sợi tóc, quả chuông ngàn cân treo sợi tóc. Ví dụ như là nghiệp chúng sanh nặng trăm ngàn vạn ức kiếp đến bây giờ đã từng vô địa ngục ra rồi đó, mà quên thôi đó, đã từng vô ngạ quỷ rồi ra rồi đó, mình đây nè, đã từng làm loài súc sanh ra rồi đó, quên rồi đó. Rõ ràng ngay nơi cái chuyện mình nằm trong địa ngục máu, mình là con người ở trong thân của người mẹ mình, được cha mẹ mình nuôi dưỡng bằng chất nhơ nhớp tinh cha huyết mẹ. Ông Chu An Sĩ nói khi cha mẹ uống nước nóng vô, giống như mình đang ở trong cái quả diệm sơn, nóng chịu không nổi, tưởng chừng như là đã chết nhưng mà chịu không nổi, rồi bắt đầu sao nó lại vượt qua được. Mà không phải một lần mà nhiều lần, trong cái lúc 9 tháng 10 ngày cha mẹ, mẹ mình mang cái bào thai sanh khổ này, quên liền, nhớ không? Sao nhớ được? Uống nước lạnh vô giống như đang nằm trong cái tảng băng đá, quên rồi. No vô giống mình đang chèn ép một quả núi, nó ép mình vô một cái đường cùng ăn no. Đói rồi mình cảm giác thấy mình lơ lửng như trong không trung, không một chút trọng lượng mà không có chỗ bám víu. Cứ như vậy mà liên tục trong 49, trong 9 tháng 10 ngày. Khi vừa lọt lòng mẹ sanh ra là hai quả núi ép mình vô một con đường cùng. Hai quả núi đó chui ra khỏi lòng mẹ, hai quả núi ép vô con đường cùng, bật khóc lên. Và lúc vừa sanh ra như cua đã trụng nước sông. Chiêm nghiệm nói điều này, ai nói cho mình nghe? Cổ thánh tiên hiền Phật Bồ Tát nói, nhưng nghe tai này lọt tai kia để đó. Chúng tôi chiêm nghiệm được cái chỗ này. Quên đúng không? Quên đó. Trong đời này quên, chứ đừng nói là đời nhiều đời đọa địa ngục làm súc sanh. Quên mất rồi. Rồi nhìn lại coi, trong cái quãng đời vừa lọt ra hai quả núi ép vô cuộc đường cùng, tưởng là tan xương mất mạng như cua trụng nước sôi, đến bây giờ gặp bao nhiêu sự thống khổ, thống hận rồi, bây giờ còn nhớ không? Quên. Vì không nghĩ sự khổ cho nên không thề cầu xuất ly. Cái khổ này gấp trăm ngàn vạn ức tù nhân đang ở trong đó mong phóng tích. Tù nhân thì họ thấy là khổ, mà mình cũng khổ như tù nhân. Tù nhân là ở trong tù mong ra khỏi tù, còn mình là ở trong tam giới ngũ trược ác thế mà mong về Tây Phương, về hoa tạng thế giới. Mình không mong bởi vì mình không thấy khổ, mà thực sự nó là khổ. Còn tù nó thấy trước mắt là trong tù khổ, ra ngoài không khổ, cho nên nó mong kẻ tù đầy, mong ra khỏi lao ngục. Rõ ràng không? Nhưng chúng sanh trong lao ngục tam giới không mong ra khỏi lao ngục. Vì sao? Vì không thấy đây là lao ngục. Rõ ràng không? Chiêm nghiệm chỗ này cho sâu. Vì sao mình quên cảnh địa ngục? Rồi trong kinh Địa Tạng nhắc lại, mình cũng nói không có, mình không tin có địa ngục. Thì bây giờ phải đọc cái địa ngục biến tướng đồ của ông Giang Giặc Tử này, phải làm một bộ bối. Và thường tình không giảng cuốn này chúng tôi in rất là nhiều, có ai còn trong tủ trong học mình có khi đọc qua được vài lượt hay là vài trăm lượt chứ. Đây là tối hậu thư, là bản đồ để mình tránh đi khỏi cái đời sau mình xuống địa ngục. Người phạm tội quá nặng và làm nhiều tội ác co vô, sợ dội liền không dám coi. Ai xuống địa ngục, ai sai thấy địa ngục? Mình thấy không? Hả? Ai thấy địa ngục? Những người tương đồng với địa ngục là tạo tội ngũ nghịch, thập ác, thượng phẩm của tham sân si. Bà Thanh Đề thấy như đó. Và ai thấy nữa? Bậc Bồ Tát Địa Tạng xuống đó thấy. Mình không thấy, kêu là không có, làm sao không có? Những từ điển giải thích địa ngục, địa ngục ở ngay cái cây á, người đó treo cổ chết.
bữa kể đứa nhỏ mà nó kêu mẹ nó đưa 50 triệu cho anh chàng kia, không đưa nó treo cổ chứ, thì địa ngục ngay cái cây đó, treo nó treo cổ, địa ngục treo cổ. Và mỗi cảnh địa ngục khác nhau, nó thì buồn cha mẹ vì không đưa tiền, người khác thì buồn chồng, người kia thì buồn con cái, người kia nữa là vô đường không lối thoát, bắt đầu treo cổ chết. Thì mỗi tâm tư biến hiện địa ngục khác nhau, vì cái chết khác nhau, vì tư tưởng khác nhau, vì nghiệp lực khác nhau, địa ngục treo cổ, đúng không? Quá rõ rồi. Mà đến khi nào thế được nó? Đến khi mà nghiệp thiện từ trong tâm nó bắt đầu khởi lên, và tâm bắt đầu hối hận ăn năn biết tội lỗi. Nhưng mà có thời gian để cho nó hối hận ăn năn biết tội lỗi không? Không có thời gian cho nó, bởi vì nó trả liền 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 liền, nó quay vay trả, nó coi như là nó vừa lửa cháy xèo 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 ra rồi. Ví dụ như địa ngục ôm cột đồng của người nam, thấy người nữ ở trên trần gian này ham khởi dục sự lên và hành dục sự đó rồi, khi bắt đầu nó trổ cái quả báo này ra là thấy người đó là phụ nữ, bắt đầu trả quả báo đó. Người ta đang ở trong cõi u minh đó, người ta thấy phụ nữ nó quá đẹp, vừa chạy lại ôm là thành cột đồng nó cháy cái xèo tan cái xác thân ra. Khi tan cái xác thân ra rồi họ đau đớn cực kỳ luôn, bắt đầu họ quên cái chết đó đi, họ quên cái chết đó đi, họ quên cái đau khổ của ôm cột đồng đi, bắt đầu trong tâm họ biến hiện ra tiếp tục khởi dâm dục lên, thấy người phụ nữ đẹp chạy lại ôm một cái cột đồng tiếp. Cứ như vậy trăm ngàn vạn ức kiếp thì cơ hội đâu mà để cho họ khởi niệm thiện. Cổ này khó tu đúng không? Cực kỳ khó tu mà ai nghĩ được điều này. Đọc trong sách nói không có đụng chạm vào được cái tâm của mình. Đọc lướt 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 lướt. Hôm nay ngồi đây ăn cơm xong tâm toàn tâm thanh tịnh, ngồi trong một cái môi trường này nghe rùng mình rợn óc, toát mồ hôi nóng và sợ khổ tổ đọa địa ngục mà bèn phát bồ đề tâm niệm Phật thề xuất ly. Mà trong cái cõi này nè, để mà đọa địa ngục dễ dễ lắm, dễ như lật bàn tay vậy này, dễ lắm. Vậy thì sợ địa ngục, thứ nhất phải tránh nhân của địa ngục và trồng nhân thiện và phát bồ đề tâm thề xuất ly sanh tử ra khỏi địa ngục này, thì người này sẽ bắt đầu tinh tấn lên. Cho nên trong cõi địa ngục, khi người vào ở trong đó thì rất dễ bằng chứng sân hận, rất dễ nuôi lòng từ bi, rất khó. Coi lại đi, nổi sân đùng đùng đùng, chửi mắng người này chửi mắng người kia, mắng giết cha mẹ, giống như cái chú ở trên đỉnh thấp. Bữa nào chúng tôi lên cũng thấy ông tu bốn thời, quá sợ rồi, quá hả hùng rồi, chửi cha mắng mẹ, sát sanh, lặn xuống sông dưới biển, rồi coi như là bệnh hoạn nó đến con đường cùng. Mà mình qua con đường cùng đó rồi, bắt đầu ra bình thường. Đúng, coi lại đi, có ai suy nghĩ được chuyện này dai dẳng không, lâu dài không? Mà chuyện này là mình không phải là đã tránh rồi đâu. Về tới cực lạc thì không có ba đường ác trên đó, thì không có nói cái chuyện là mình sợ đọa địa ngục. Mà còn trong cõi này là địa ngục giới, cảnh giới mình là ngũ thú tạp cư địa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh người và trời, Alotula Atula phi nhân phi thiên không bàn đến rồi, thì ngũ thú tạp cư địa thì nó qua lại trong năm cõi này rất dễ dàng. Cái gì đưa qua lại? Cái tâm con người đưa qua lại. Tâm con người cực ác, ngũ nghịch, thập ác, thượng phẩm của tham sân si. Ai nhận diện tham sân si là cái gốc đọa tam đồ địa ngục, ai nhận diện được? Chỉ có bậc thánh hiền. Còn phàm phu mình không nhận diện nổi. Chỉ cho mình nghe rồi mình cũng không thể nào nhận diện nổi, và mình không có thể thề cầu xuất ly, xả bỏ tham sân si. Ba cái tâm chướng ngại lớn nhất để đọa lạc đó là tham sân si, và ba pháp đại pháp lớn nhất để liệu sanh thoát tử là tính hành nguyện. Ông Trương Thiện Hòa và ông Trương Trung Quỳ, hai ông này được xem như là ông tổ thường xuyên nhắc ở trong văn sao.
thì ông tổ chỉ nhắc qua thôi chứ không không có để kể ra một câu chuyện. Thì chúng tôi lên Google search ra thì thấy ông Trương Thiện Hòa và ông Trương Trung Quỳ, hai ông này kỳ tích. Trương Thiện Hòa làm sao? Một đời giết bò mổ trâu, một đời tức là giết từ lúc lúc bắt đầu hành nghề đến lúc chết luôn, chứ không phải thay đổi nghề khác. Ông Trương Thiện Hòa khi mà lúc ông bệnh gần lâm chung rồi, tinh thần kinh hãi, thân thể đau đớn thống khổ cùng cực, và thấy bao nhiêu loài súc sanh đó, mỗi loài nó có cái hình tướng dữ tợn khác nhau, là khi ông giết nó nổi bực, nó nổi sân lên, ông đập đầu nó, ông giết nó, cho nên nó quá đau khổ thì nó tới nó đòi mạng ông. Một mình ông đâu chống chọi nổi, và những con thú đó từ bên trong tâm ông sợ hãi lu sức ra, từ trong cái pháp giới tánh của địa ngục chuẩn bị đọa xuất hiện ra, và pháp giới tướng những loài súc sanh tới nó đòi, chứ không phải trong tâm không, mà không phải tự nhiên bên ngoài tới nha. Sao không tới với bà vợ, sao không tới những người khác? Nó có nguyên nhân của nó, là nhân khổ, nhân sát sanh và nhân tạo địa ngục. Lúc đó ổng kinh hoàng khiếp vía, ổng nói nhanh nhanh mời các thầy đến tụng kinh niệm Phật, nhanh, kêu bà đó không kịp nữa rồi, và kêu kêu bà đưa cái lư hương, mà cũng không cầm cái lư hương nổi luôn, đưa một bó nhang cầm, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong con đường cùng thống khổ là chuẩn bị đọa địa ngục, trong con đường cùng thống khổ đó là loài súc sanh đến đòi mạng, và bao nhiêu sự báo oán đến để xử lý. Thì lúc đó Chư Tăng đang tụng kinh trong nhà, quan trọng cái chỗ mà nhờ lực đại chúng, thì Chư Tăng đang tụng kinh ở trong nhà ông, và ông cầm bó nhang, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa tới 10 câu, Phật A Di Đà xuất hiện và đón ông về Cực Lạc. Vì sao ông niệm được đến cái trạng thái nhất tâm bất loạn? Vì quá sợ hãi cái cảnh chuẩn bị đọa địa ngục và những loài súc sanh đến đòi mạng, quá sợ hãi cái cảnh này rồi. Thì ông Tổ nói nếu người niệm Phật mà sợ hãi cái cảnh như vậy, như ông Trương Thiện Hòa, thì người này sẽ đắc lực, người này nhanh giảng sanh, nhưng không phải bỏ ăn bỏ ngủ ngày đêm nơm nớp mà lo sợ hốt hoảng không niệm Phật được và hủy hoại cái thân này bằng cách quá là mãnh liệt, thì nó cũng bị chướng ngại thân tâm bất an, ma sự khởi lên. Nhưng mà thường con người chúng ta là buông thả cho nó, chứ không có bao giờ suy nghĩ được cái cảnh như ông Trương Thiện Hòa, cái gì của ổng chứ không phải của mình. Nhưng mà của mình chừng nào hiện hả? Của mình chừng nào hiện? Thọ mạng vừa hết, bắt đầu nó hiện, lúc này không cự được nữa, không có khởi. Cái lúc này ông Trương Thiện Hòa, lắng nghe chỗ này cho kỹ này, lúc này mà ông Trương Thiện Hòa khởi lên được ý niệm muốn niệm Phật và mời Chư Tăng về, thì ông này thiện căn quá sâu dày, làm gì cái lúc hải hùng kinh hoàng khiếp vía sắp đọa địa ngục, bao nhiêu loài súc vật đến đòi mạng mà nhớ để niệm Phật về cái chuyện này, làm sao mà đủ bản lãnh để làm được chuyện này? Ai đủ bản lãnh này? Nhiều đời nhiều kiếp ông Trương Thiện Hòa đã là một người có niệm Phật, tôn kính Tam Bảo, và nhiều 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 đời nhiều kiếp đã có người nhắc đến có chủng tử sẵn là tin niệm Phật vãng sanh, cho nên bây giờ ông làm được rõ ràng như vậy. Có những người sát sanh một đời mà vì sao họ lại được vãng sanh, và có những người họ không sát sanh một đời mà vì sao không vãng sanh? Vì cái nghiệp hiện đời của ông Trương Thiện Hòa sát sanh so với cái tu thiện tích đức của ông, thiện căn phước đức của ông nhiều đời, thì một đời này không là gì, không thể nào làm cho tan biến đi cái thiện căn phước đức đã tích lũy nhiều đời. Cho nên một đời này chuẩn bị đọa địa ngục và quỷ sứ tới để đòi mạng và súc sanh tới đòi mạng, nhưng ông niệm Phật được là do ông tích chứa cái thiện căn phước đức nhiều đời, nó nhiều hơn cái nghiệp báo trong hiện tại, cho nên ông vẫn còn nhớ Phật, niệm Phật được. Đó là nói về luận trên cái phạm trù của nghiệp báo trong quá khứ và hiện tại. Tình nghiệp và thiện căn phước đức trong quá khứ quá sâu dài. Có nhiều người nghe đến câu chuyện này nó ối chán, Trương Thiện Hòa sát sanh một đời mà niệm Phật
có 10 chữ 10, 10 câu cuối đời mà được vãng sanh. Còn mình có sát sanh gì đâu, thôi mình ăn chơi, mình chưa đến nỗi giết gà giết vịt, làm gì thôi để mình ăn chơi cho thoải mái, rồi lúc đợi cuối đời mình niệm A Di Đà Phật 10 câu như ông Trương Thiện Hòa mình vãng sanh có được không? Không. Vì sao? Vì thiện căn phước đức của mình đời trước quá yếu kém, cho nên cái lúc lâm chung thọ mạng hết tướng địa ngục hiện ra, mình không đủ sức để niệm. Dẫu cho có người ngoài để niệm tụng kinh âm vậy đó, nhưng mà mình không theo được một chữ nào hết. Bởi vì mình quá hòa hải hùng, nghiệp ác quá lừng lẫy trong đời này. Đừng bì với ông Trương Thiện Hòa, mà mình đang nhìn vô cái điểm là nguyện lực của Phật bất khả tư nghị, đang luận vô được cái điểm này. Vì có Phật pháp nguyện 10 niệm lúc lâm chung, ông Trương Thiện Hòa niệm được 10 niệm. Vì sao ông Trương Thiện Hòa niệm được 10 niệm? Vì cho đời trước ông tích lũy thiện căn phước đức quá sâu dày, cho nên đời này tướng địa ngục hiện ra mà ông còn niệm được. Còn mình trong hiện tại này tướng địa ngục chưa hiện ra, mình vẫn không niệm được. Và tướng địa ngục hiện ra trong đời này với mình luôn, mình vẫn niệm không được. Bây giờ thiện căn phước đức mình tích lũy quá kém, cho nên đời này mình phải nỗ lực. Cho nên thành ra mình nhìn một người đang sát hại chúng sanh, sao mà cuối đời họ được vãng sanh? Bởi vì thiện căn phước đức của ông quá tích lũy quá nhiều đời, là đã có công của quá khứ rồi, và trong hiện tại đã sát sanh một đời, so với cái thiện căn phước đức là không đáng kể. Ông mới niệm Phật được, ông mới đủ vãng sanh. Chứ không phải sát sanh một đời mà niệm Phật được vãng sanh thì mình làm vô là chết. Lý luận không rõ chỗ này là tiêu. Và nói chỗ này là nói đến nguyện lực của Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị, 10 niệm vãng sanh. Mà lúc đó ông nhớ được 10 niệm là ông giỏi. Lúc bây giờ mình niệm yếu yếu trong giấc mộng, mình bị người ta rượt, người ta đuổi thú nó cắn mình nhớ niệm Phật nó, niệm không được. Đang còn sống đây nè, đang còn sống sờ sờ đây nè, mà mình niệm không nổi thì trong giấc mộng mình nó na ná như cái lúc lâm chung. Trong hiện tại chế phục được vọng tưởng thì lúc trong giấc mộng cũng chế phục được nó, và trong hiện tại niệm Phật được thì trong giấc mộng niệm Phật được. Mà nói trong hiện tại niệm đây là phải công phu sâu dày. Và trong lúc giấc mộng đã chế phục được và niệm Phật được, như ông Chu An Sĩ ông nói, trong mộng của ông mà thấy người ta sát sanh, ông phải thề nguyện niệm Phật cho nó nghe, không được như vậy là ông chịu những quả báo, gặp những cảnh tương. Bây giờ ông biết cái lúc lâm chung na ná như giấc mộng đó, cái mặt na thức nó quay trở lại, cái gì có trong đó nó quay cái đó, chứ dễ gì mình chủ động được cái ý thức nữa. Rồi ông Trương Trung Quỳ, Trương Trung Quỳ hôm nay cũng đặc biệt, giết gà giết vịt một đời. Một đời tức là một đời ông chỉ làm nghề này không nghề này khác. Lúc lâm chung cũng gà vịt đến đòi mạng, tướng địa ngục hiện ra, bèn nhất tâm niệm Phật 10 câu, Phật đến rước thẳng về Cực Lạc. Đây là hai câu chuyện chích ở trong Tây Quy Trực Chỉ của An Sĩ Tòng Thư. Sách Tây Quy Trực Chỉ, An Sĩ Tòng Thư là tác giả, Chu An Sĩ tiên sinh. Nếu mà mình nhìn mình thấy cái cảnh địa ngục nó hiện ra như ông Trương Trung Quỳ và ông Trương Thiện Hòa, thì cái chuyện này nếu không có thiện căn thì coi như thua. Mà cái người có thiện căn đó, một là đời trước họ cách tích lũy, còn không thì người có thiện căn trong đời này có người khai thị á, thì họ được bậc thượng tri thức, thiện tri thức khai thị cho họ, họ bỏ đi cái nghề sát sanh thì cái chuyện này an toàn hơn. Họ bỏ đi cái nghề giết gà, giết vịt, giết heo, giết trâu, giết bò, họ làm những điều xấu ác họ bỏ đi, bắt đầu họ quay hướng thiện thì người này rất an toàn. Nhưng mà được mấy người quay đầu. Như vậy hôm nay muốn sợ cảnh địa ngục không vào thì phải coi cái quả báo dưới địa ngục. Địa ngục biến tướng độ gian vật tử, vẽ ra những bức tranh này coi như là được, coi như là khen thưởng. Phải coi cái quả ở địa ngục cho sâu, cho nhớ cái quả ở địa ngục, rồi tìm cách hiểu ra được cái nhân của nó mà tránh. Cái nhân của đọa địa ngục là hỷ bán tam bảo, dễ dướng phải vô cùng. Dễ dướng phải vô cùng, ở chung với chư tăng, thường xuyên đến chùa, rồi thấy những lỗi của các thầy, các sư cô,
Rồi khi thương mà người mà thấy lỗi người khác là họ không thấy lỗi họ, và tâm họ quá xấu ác cho nên họ mới thấy lỗi người khác. Rồi bắt đầu họ hủy bán Tam Bảo, họ nói xấu tới Tăng Ni, rồi họ coi như là chê bai Tam Bảo. Thì cái này gọi là phá họ hiệp tăng. Đây là ngũ nghịch trồng tội. Cái tội này lớn. Vì vậy cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang ít cho người tới cảnh Dạ Lam, mà viết thư gửi đến kêu ở nhà tu. Vì đến cảnh Dạ Lam ở chùa, những bậc Bồ Tát rồng lắng rẫn lộn, phàm phu Bồ Tát ở trong đó mình không biết. Rồi bắt đầu các vị Bồ Tát đó còn những cái dư báo hoặc giả là biểu pháp mình không hiểu, đem phàm tình si lường thánh trí, rồi bắt đầu chê các vị Bồ Tát đó. Dẫu cho chê phàm phu thì cũng chê một vị này thành Phật trong tương lai, thì mình cũng đọa lạc. Như vậy cảnh địa ngục không thấy, một đằng là không thấy, một đằng là quên. Còn cảnh lửa nước, một đằng là thấy, một đằng là nhìn trước mắt và nhớ. Cho nên nhà cháy thoát thân chạy ra, tưởng là thiêu như con heo quay, đen thui lui rồi, thoát thân được. Nghĩ lại cái cảnh mà nhà cháy thoát thân được hải cùng, và điên khùng sợ hãi, mất hết của cải. Thì cái lửa mà nhà cháy nước trôi đó, nó so với cái cảnh địa ngục quả báo không bằng một chút nào hết trơn, không thể nào so lường được. Nhưng mà vì sao không sợ địa ngục? Vì ra rồi quên. Và những cuốn sách này coi không thấm sâu nó, cho nên thành ra cái quả địa ngục không nghĩ đến, không sợ đến, không sợ tạo nhân ác để đọa nó xuống, không sợ. Một đằng là trước mắt thấy nước trôi mà lửa cháy thoát thân được, đang ở trên biển mà sóng thần nó dồ dập mà cuối cùng thoát thân được, thì hải hùng bao nhiêu tháng biết không? Một đằng là thấy trước mắt, một đằng là không thấy. Mà cái không thấy này nó quá khủng khiếp hơn là cái thấy. Cho nên sợ cái trước mắt. Đó là bọn phàm phu chúng ta. Và còn kêu không có nữa, bởi vì mấy ông thầy cũng sợ đọa địa ngục quá, cho nên nó không có. Hoặc giả là không tin nổi lời Phật dạy. Phật nói là 10 pháp giới phải có từ cảnh giới Phật đến địa ngục, chứ làm sao mà có cảnh giới người mà có súc sanh mà kêu tin Phật, lời Phật dạy mà không có địa ngục. Cái chuyện này vô lý. Như vậy địa ngục đó có phải do một cái ông Diêm Vương, ông Diêm La, ổng sẽ đẩy mình vào trong đó? Ổng chỉ có trách nhiệm ghi sổ tội thôi. Còn địa ngục đó nặng hay nhẹ, a tỳ lâu hay mau, do mình biến hiện từ tâm ra. Nhưng mà lắng nghe chỗ này, phải thấu hiểu chỗ này. Nghe địa ngục sợ không dám ngủ ha. Phải sợ, phải sợ. Sợ thất kinh hồn vía, sợ không dám ngủ là nghe pháp thôi cho tối ngủ, chứ còn đâm nớp sợ biết rồi cuối cùng ngủ không được rồi bị bệnh nữa. Lắng nghe cái chỗ này là mình mới kinh hồn khiếp vía. Si mình ra địa ngục. Cái lúc mà mình bực tức sân hận, hải hùng sợ sệt, đến đường cùng rồi, có nhớ Phật nói không? Nhớ không được. Quá đau khổ, thân thì thống khổ bệnh hoạn, tâm thì hải hùng run rẩy, nhà tan cửa mất. Kêu họ bước lên chánh điện để tu, kêu họ vô ngồi nghe một thời thuyết pháp, không ngồi được, không ngồi yên được, bởi vì quá hải hùng. Thì làm sao khởi được thiện niệm? Thì lúc này có niệm gì? Niệm thống hận, niệm sân hận bực tức, là nhân tâm tiếp tục tạo ra cái quả ác để chịu đựng. Cho nên a tỳ là không ngày ra, lâu cực kỳ luôn. Vì đâu có một cái gì tác động để ví dụ mình là con người đi, mình đang vô thống khổ cùng đường đi, lỡ mình còn cái căn lành như ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ đi, ông gặp được quý thầy, hoặc mình gặp được thiện hữu tri thức khai thị cho mình, an ủi nuôi dưỡng mình, đôi khi cũng mất 3 năm, 5 năm, 10 năm mình mới hết cái hải hồn đó. Thì mình còn thân con người là cơ hội, đúng không? Mà xuống địa ngục thì toàn cảnh đó là không có thiện hữu tri thức, toàn cảnh đó là chịu đau khổ, và cái tâm nó thống hận, cái tâm nó thống khổ, thì bắt đầu quả khổ nó cứ ra tiếp, nó hiện hình tiếp ra để mà nó chiêu cảm được cái tâm thống hận đó. Một quả khổ sanh ra trăm ngàn, là một cái quả khổ nó sanh ra trăm ngàn cái nhân khổ của nhân tâm đau khổ.
Và thống hận đó bắt đầu cứ quả khổ nhân khổ, quả khổ nhân tâm khổ, quả khổ nhân tâm khổ. Nó cứ liền như vậy. Chứ nó không một phút giây nào để nó yên mình. Tiếng cha, tiếng mẹ, tiếng ngạ quỷ, tiếng súc sanh không bao giờ nghe được hết. Chỉ nghe tiếng khổ là khổ, hành hình chịu khổ. Đúng không? Có khi nào chiêm nghiệm? Vì không chiêm nghiệm được điều này, vì không sợ rớt vô trong cái cõi địa ngục này, cho nên tu hành giải đại. Chiêm nghiệm được chỗ này. Rồi, qua khỏi địa ngục rồi, không thể nghĩ bàn, khổ không thể nghĩ bàn. Rồi bắt đầu hết cái khổ đó, nó bước lên cái lò ngạ quỷ. Nhìn đâu cũng là máu me hết, nước cũng thành máu, nhà cũng là những cái chỗ gươm đau. Vì tâm quá ác độc tham sân, cho nên nhìn nhà thay vì cái cửa mình đi vô được là gươm đau. Thí dụ mình đây là họ đang sống chung mình nè, cái nhà đó mình đang đi vô không, họ thấy toàn là gươm đau, khóc tâm biến hiện ra. Mặt mày máu me không, cái bụng to giống như biển cả, cái cổ như cây kim, không ăn được một cái gì hết. Và thống khổ chịu như vậy, và tâm tham bắt đầu nó cứ nổi lên liên, cứ chịu sự thống khổ đó liên, bao nhiêu trăm ngàn đời kiếp. Rồi bắt đầu nó hết cái tâm lý mà hải hùng và tham lam đó, bắt đầu nó qua lời súc sanh. Trong phần sau bắt đầu nó qua lời súc sanh. Mà lời súc sanh nó si dại, và nó không có một cơ hội và khả năng gì để nó làm thiện được hết. Và nó phải chịu cái thống khổ của lò súc sanh, bị người ta đập đầu, mổ bụng, đâm môi tim, rạch da và làm thức ăn cho người khác. Bảy đức Phật ra đời vẫn không thoát nổi kiếp kinh, tám vạn đại kiếp vẫn không thoát khỏi kiếp kiến mồ côi. Còn cái gì nói nữa? Nhìn cái khổ của chúng sanh, sợ mình rớt vô đó là rõ nhất. Còn ngạ quỷ với địa ngục là mắt phàm không thấy, không nói rồi. Nhưng mà chỉ coi trong kinh để mình mường tượng thôi. Nhưng mà thấy rõ nhất là trước mắt. Lúc ở nhà kinh khủng luôn. Một con heo, heo bò nó không có lớn lắm. Thường cuối năm mới giết, mà lúc đó bà cụ với trong gia đình muốn ăn thịt trong nửa năm. Con heo bò chưa có lớn. Heo bò là cái lông nó màu như con bò vậy đó. Cái da nó như một con bò. Thì nhờ anh chàng mà chuyên đâm giết nó, ảnh không có ở nhà cho nên thành ra không ai biết giết hết. Bắt đầu cột sợi dây nó vô trong cái cây cột nhà, bắt đầu chứ tưới nước sôi cho nó chết. Nó lột hết toàn bộ da luôn mà nó vẫn kêu ép, nó không chết. Phải nấu cái nồi nước trụng nó vô rồi đậy dắp lại, nó dậy tịch trong đó rồi nó ngợp nước sôi nó mới chết. Tội này lớn quá. Nhưng mà mình vô minh, mình có biết đây là tội không? Nếu mà kêu biết đây là tội thì làm sao dám làm. Mà biết đây là ác thì làm gì dám ăn. Nhân ác thì làm gì dám ăn. Mà biết tội thì làm gì dám làm. Không ai chỉ cho mình luôn. Lúc đó chưa đi tu cũng chưa biết về một cái chuyện gì nhân quả là sát sanh. Cha mẹ bày mình phải làm thôi. Thấy chưa? Thấy mình si dại mức độ nào. Rồi Tết, ông anh ổng đâm con heo, ổng đâm không trúng cái tim, không chết, nó kêu hoài. Anh chàng nó đâm một cái ngay cái tim nó ngừng đập cái nó chết. Mình đây thôi, hôm bữa cái cửa ngón tay này nè, nó dập một cái rầm vô mà nó ướt máu, mà nó đau mấy tiếng đồng hồ, thổi rẫy gì nó cũng đau, là một chút xíu ngón tay thôi. Rồi một tháng sau nó mới thay cái móng này đi. Đau chảy nước mắt bởi vì cái cửa đẩy vô mình kéo mình và chốt lại, gió nó dập cái ầm vô một cái nữa, trời ơi, nó không còn gì để nói nữa hết trơn, mà mình đau như vậy đó. Thì mình có khi nào nghĩ đến chúng sanh bị đau hay mình ăn ngon, lòng từ bi mất hết luôn rồi. Bây giờ mình nghe rồi, chút xíu nữa cái ý niệm này nó tan mất đi, rồi cái nghiệp nó lẫy lừng, nó bùng phát lên, bắt đầu là ăn tiếp. Con thú đang đi đập đầu nó bóp, ngã lăn quay xuống, rồi xong. Thì biết cái thống hận của nó đến mức độ nào, cái khổ của nó mức độ nào. Nó phải trả, bởi vì nó đời trước nó giết người ta, bây giờ người ta phải giết lại, nó phải trả. Nhưng mà cái người bắt đầu vay
thì tiếp tục về sau cũng phải trả. Cứ như vậy mà vay trả cho nó ấn tổ. Trong nói là trong tất cả ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nề nhất. Mà sở dĩ con thú nó chết một cách đau đớn như vậy, không biết khi nào mình rớt vô trong đó, thì bây giờ mình phải làm sao? Ngăn chừa cái nhân. Cái nhân si dại không biết đâu là nhân quả thiện, nhân quả ác. Do là cái nhân quả này si mê, không minh định được nhân quả. Người đó nói cho mình nghe, mình cũng vẫn gì tay này lọt tay kia bỏ qua, và không thấy cái tiếng đau đau đớn kêu la giữa đêm trường, cho nên mình vẫn ăn bình thường, không có gì hết, không có một cái gì mà mình coi như là động lòng hết trơn. Rồi nghĩ cảnh thống khổ trong ba đường ác, bèn phát đại bồ đề tâm, niệm Phật cầu thề xuất ly sanh tử, không rớt vào ba đường ác này. Nghĩ thống khổ của cõi người này mà bèn thoát ly sanh tử. Thống khổ, khi mà nghĩ đến thống khổ cõi người thì phải đối chiếu về cực lạc ngay, và nhìn lại những cái đoạn đường quá khứ của mình bị đau khổ, và sợ rớt vô tam đồ mà thề cầu xuất ly về cực lạc. Khi mà về tới Tây Phương cực lạc khác hẳn liền. Ở trong cõi ta bà này gọi là thai ngục, vào trong thai ngục là nằm trong địa ngục máu của đàn bà, là bà mẹ mình. Không phải mình vô ơn bội nghĩa, nhưng mà sao mà mình đi vào trong này quá thống hận, đi đâu mà sợ rớt vô đây. Còn bây giờ mình vào trong liên thai thì được nguyện lực của Phật A Di Đà nuôi dưỡng mình bằng một cái nguyện lực của Phật. Những công đức tinh túy nhất do Phật nguyện là hoa sen hóa sanh. Còn do tâm ái nhiễm sanh diệt, cho nên phải vào trong bụng mẹ chịu những cái sự thống khổ, ăn uống đồ bất tịnh, tinh hiếp cha mẹ. Hai cái này khác không? Khác một trời một vực. Giờ muốn vô cái nào? Lỡ rồi, lỡ vô trong cái thai ngục rồi, bây giờ không để lần thứ hai tái phạm vô nữa, thì phải làm sao? Sợ cái khổ của thai ngục, sợ cái dày vầy vò của thai ngục, sợ cha mẹ uống nước nóng lạnh, sợ cha mẹ ăn no và lúc đói, sợ mẹ mình cái lúc mà bực tức mình đang đi vô con đường coi như là tử trọng như không. Chưa nói lúc sanh ra cha mẹ bực tức cho mình uống cái sữa độc để mình chết, số lượng con trẻ này quá nhiều. Cái đây là mình chỉ nói thôi, phải chiêm nghiệm lâu ngày chạy tháng, bắt đầu nó sợ khổ. Cũng như anh em huynh đệ ở đây, có người nào mà giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ buông xả vạn duyên, không một chút khổ, đầy đủ hết phước báo tiện nghi, không một chút gì tác động đến tâm tư hết trơn, tự giác ngộ mà đi tu, số lượng này có rất ít, 10 người có một. Còn hầu như là vô đường cùng hết. Không khổ về thân xác, gia đình có của cải thì khổ về tâm linh. Mà không khổ về tâm linh thì khổ về thể xác, về con cái, về chồng con. Chưa có gia đình thì khổ về hoàn cảnh bức bách con người. Thì họ bắt đầu mới thoát ra đi tìm con đường, đến một cái cảnh giả lam đó, rồi mới yên yên sướng sướng một chút xíu hơn cảnh trần, rồi an phận ở trong đó tạo nghiệp xấu ác trong tâm bảo mới là kinh hồn nữa. Coi kỹ đi, cơ hội ở trong tam bảo là làm việc thiện nhiều nhất, nhanh nhất và thù thắng nhất. Hàng ngày được lên tu hành, hàng ngày giúp những người cơ nhở, rồi hàng ngày nấu ăn cho đại chúng, hàng ngày quét cảnh giả lam, không ai chọc ghẹo mình, cơ hội rất lớn. Nhưng mà cũng cơ hội đọa lạc lớn, bởi vì họ quay lại hỷ bán tam bảo, bực tức ở trong nhà chùa, rồi đối xử bạn bè không tốt, rồi đối xử thầy tổ không tốt, bất kính bất trung, tạo ra nhiều nghiệp xấu ác. Mà nghiệp xấu ác đối với những người có đức có phước thì cái tội này lớn lắm. Giết một con gà khác hẳn giết với một con bò, con bò phải chuẩn bị nó nhiều hơn. Rồi giết một con bò khác giết một con người chứ, con người cái phước nó nhiều hơn. Tuy là một loại chúng sanh đồng Phật tánh, nhưng mà phước con người lớn hơn, là bị coi chừng là mình phải bắt vô để mà xử một chung thân hay là tử hình nhé. Hỷ bán một người bình thường ăn xin không có gì hết, chứ mà hỷ bán một người đàng hoàng có quan chức là coi chừng.
Rồi hỷ bán thêm một người đó là có đạo cao đức trọng nữa, là thiện hữu tri thức, là người trưởng thượng, thì mình đọa lạc nhanh lắm, đừng có dại. Rồi lắng nghe chỗ chữ chết này nè, hai cái chữ khổ và chữ chết phải chiêm nghiệm cho xong nha. Mà sự khổ đó là sự thực, chứ không phải mình mường tượng hoặc là mình nhân cách hóa, nó là sự thực như vậy. Nhưng nói chưa hết, bây giờ sự chết. Từ lúc sanh ra cho đến lúc chết, chuyện gì cũng lo tương tất, cưới vợ gả chồng con cái, chuẩn bị đám cưới cho mình, sát hại chúng sanh cũng chuẩn bị, cho đến cái chuyện đơn giản nhất đó là miếng ăn miếng uống, muốn uống nước nóng cũng phải đi nấu, chuẩn bị đi nấu, muốn ăn cũng phải nấu cơm, tất cả đều phải chuẩn bị hết. Có cái gì không chuẩn bị không? Có cái gì không chuẩn bị không? Mà riêng cái để chuẩn bị cho cái sự chết không chuẩn bị. Vì sao? Vì sao? Cái chỗ này quan trọng. Cái chỗ này quan trọng đó. Vì sao? Vì chưa nghĩ mình chuẩn bị chết. Đúng không? Chuẩn bị ăn cho nên nó chuẩn bị ăn cho nên đi nấu cơm, chuẩn bị uống sữa cho nên đi nấu nước, chuẩn bị lập gia đình cho nên thành ra bày ra cái tiệc cỏ để mà sát hại chúng sanh làm đám cưới. Chuẩn bị trồng rau phải có đốc và cuốc. Chuẩn bị đi tắm cũng phải có quần áo, đi tắm ở trong ở trường nha. Có gì không chuẩn bị không? Có cái gì không chuẩn bị không? Nhưng mà riêng chữ chết không chuẩn bị. Riêng sự chết không chuẩn bị. Vì gì nghĩ chưa chết? Coi kỹ lại đi. Vì nghĩ chưa chết cho nên chuẩn bị làm chi? Nếu vậy bây giờ nghĩ là chuẩn bị chết, chuẩn bị không? Không chuẩn bị thì người này không biết về cái chuyện đời sau có luân hồi rồi. Còn người biết có đời sau luân hồi mà không chuẩn bị thì thôi, khỏi nói rồi, hạng này cũng bỏ đi. Nhưng mà người vì sao biết mình chuẩn bị chết và mình sẽ chết mà không chuẩn bị? Vì nghiệp chướng quá sâu dày, căn lành muốn thoát ly sanh tử quá yếu kém. Dán cái chữ chết trên trán. Hôm bữa có bà cụ bà dán cái miếng thịt chặt gỡ ra, cái không được, học phải hành, dán lên đây quá trời lâu mà chưa chết. Cái bà dán ở trên đầu mà trong tâm mà không có nghĩ chết thì tao như nó ăn thua gì. Lột bà không cho mà đi cần ngên mà dán trên đầu. Ấn Độ nói dán cái chữ chết là nghĩ cái chữ chết ngay trán, rủ xuống đôi mày, che hết tất cả những cái gì mà kêu rằng chuẩn bị là quan trọng á. Nó là tạm bợ hết. Đi la làm ăn cũng là tạm, không phải chuyện này chuẩn bị quan trọng. Nấu ăn, nấu uống, đám cưới, đám giỗ, tất tần tật mọi thứ là cũng phải làm mà tạm. Bây giờ quay trở lại chuẩn bị cho cái chết. Mà người chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng thì lúc lâm chung người ta cũng chết đàng hoàng. Còn người không chuẩn bị cho cái chết cho đàng hoàng, cho tương tất, thì lúc chết phải gì? Hải hùng, kinh sợ, kêu cha, gào mẹ, tay chân quấn quýt. Tuy rằng họ ở trong chùa nhưng mà cũng không có chuẩn bị gì hết. Chuẩn bị xây chùa, chuẩn bị nhận chúng để nuôi, cho đông vô cho có tiếng tâm, rồi không có lo dạy dỗ, rồi làm đủ trò đủ chuyện hết trơn. Bắt đầu thọ mạng nó hết một cái thì thôi rồi, tiêu tan tán đường, đọa lạc như chơi. Chữ chết này hay lắm. Coi như mình đã chết, đi làm ăn coi như là tạm, rồi sẽ chết. Chuyện này bắt đầu đặt lên hàng đầu, mang cái chữ chết này đi thực nghiệm tâm linh đối người tiếp vật. Người niệm Phật coi như đã chết. Không phải là người niệm Phật coi như hôm nay chết rồi uống thuốc cho nó chết. Không được. Làm gì không được. Nó chưa có chết thì đừng bắt cho nó chết. Mà đã chết rồi mà không chuẩn bị cho nó chết thì nó phải chết, không cách nào cứu được đâu. Đúng không? Vậy cho nên nhà thương biết bao nhiêu người có tiền có của mà cuối cùng họ có xó thốt nỗi đau. Và chết bắt đầu họ hãi hùng sợ hãi lên, con cái la khóc làm cho họ còn hãi hùng hơn nữa. Trời, cái cảnh mà cái lúc mà ông vô tỉnh ấy, cái ngày 30 Tết ông đến con đường cùng rồi, không có gạo nấu, rồi không có tiền để mà mua về để sinh sống. Bà vợ thì mù ngồi đó, đứa con thì nó ngồi đó, nó làm ổng còn hãi hùng hơn nữa. Mình thấy cái cảnh ổng thì ổng đến đường cùng rồi, ông nói trời ơi, sao tôi đi đến con đường tiệt lộ như vậy hả? Tiệt lộ tức là không còn đường đi nữa, không còn cái con đường gì làm ăn nữa, không còn cái gì để sống, gọi là tiệt lộ. Nhảy xuống sông chết mà cũng được, ông táo phận cứu trong thời chết rồi. Ông nói là tôi định nhảy xuống sông tự coi như là tự sát cho chết, tự tử dưới sông mà có ông đó ông cứu. Bà nghe bà giật mình, bà hoảng hốt lên,
Nó là tôi làm sao mà đi vô con đường tiệt lộ, mà vừa nói tiệt lộ đứa con nó còn làm dữ lên chứ. Vì cái hoàn cảnh nó quá là kinh hãi luôn, nó cũng phải sợ luôn. Vô đường tiệt lộ này chứ. Hay bây giờ có cơm ăn, có áo mặc, mũ đã luôn, 5-6 giờ sáng. Kêu mệt bệnh mà không có mệt bệnh, rồi làm biếng làm nhát luôn, không sợ cảnh khổ. Rồi như vậy đủ rồi, chết cả nó. Không sao hết trơn, con thầy nhà cũng nuôi vậy là ổn rồi. Có nghĩ vậy không? An phận nơi chiến trường, mà chiến trường này còn quân giặc đầy luôn, vậy mà đi an phận nguy hiểm không? Chiến trường là còn giặc, còn giặc là phải còn phải đánh giặc chứ. Giặc tham sân si, giặc là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó là lục tặc. Nó nhìn nó biền buồn phiền, nó tham đắm là lục tặc. Chưa phục được cái tâm đó là tâm thanh tịnh, cho nên thành ra nó chưa được là lục thân. Còn giặc thì phải còn chiến đấu cho đến cùng, cho đến lúc mà giặc nó yên về tới cực lạc, chứ đâu mà còn giặc mà đều chịu an phận trên chiến trường như vậy. Nghe nghe nó có cái nồng độ gì trong người nó phấn chấn không? Hay phấn chấn chút xíu nữa rồi quên. Cái người căn lành họ phấn chấn lâu lâu một tí xíu, 5-3 ngày. Còn người căn lành yếu họ nghe vậy vô tới phòng đi cầu xả nước cái xẹt cái quên mất. Xong. Bọn phàm phu chúng ta là nó quên li li luôn. Mỗi ngày nhắc mà nó vẫn quên. Nếu không nhắc thì không biết nó đò đến đâu. Hôm nay chúng tôi nhắc cho bản thân chúng tôi sâu lắm. Tự chiêm nghiệm nói ra mà bằng cái tâm huyết thực sự muốn lìa thống khổ này đó. Đừng có giỡn chơi, đừng có giỡn chơi trong ta bà ngũ trược này nha. Bợp chợp giỡn chơi với nó là đò lạc như chơi. Đừng có an phận trên chiến trường của ta bà ngũ trược ác thế này. Thề xuất ly đi. Khi mình nói ra được điều này mà mình muốn mà những người khác họ làm được, đây là giáo hóa bậc thượng, đây là công đức bậc thượng. Bây giờ thoát ly sanh tử mà. Còn giúp cho họ ăn uống đầy đủ của cả vật chất, chúng tôi hay nói đó, cho họ hết khổ một đời này đi, thì chẳng vẫn là phước đức bậc hạ. Bởi vì hết đời này rồi thôi, đời sau cũng tiếp tục khổ, đâu có hiểu nhân quả đâu. Đâu có hiểu được là nhân ác đọa lạc, nhân khổ đọa lạc. Đâu có hiểu là nhân thiện để mà hưởng được đời đời là thiện đâu. Còn cho nó học mà không có học tiên, học lễ, hậu, học văn, mà nó học văn chương cử nghiệp để cho nó thành tài mà là ác nhân, thì nó phá cho cõi đời này còn cái gì nữa không? Còn cái gì bằng nữa không? Coi cho kỹ lại lời thánh hiền không à.